Bác làm ơn cho hỏi cái hẻm này trong đây có cái nhà thờ phải không bác? Hả? Bác hỏi làm ơn trong trong hẻm này có cái nhà thờ phải không? Có cái đình giống có nhà thờ. Cái đình hả? À, ủa vậy cái hẻm nào có cái nhà thờ đó? Ờ, cô làm ơn cho hỏi cái hẻm này có cái nhà thờ nào không? À, khu này. À, khu này đâu có hẻm nào trong nhà hẻm có nhà thờ đâu hết. À, cảm ơn cô. Dạ, cô làm ơn cho hỏi cái hẻm nhà hàng Đông Nhu hồi xưa đó, cô nhớ không? Không biết. Oscar thì là Đống Đa bây giờ đó. Hẻm này hẻm Oscar. À. Rồi em xin chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. À, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo hướng về quận 5. À, đây là giao lộ của Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng. À, hôm nay dẫn các anh chị và các bạn cùng em hành trình đi tìm về hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Nhưng mà cái cung đường này, cái hẻm này em chưa được rõ. Thể theo cầu của cô chú anh chị thì hôm nay chúng ta đi về cái hẻm đó nha. Nhưng mà không biết có đúng cái hẻm đó hay không thì nhờ các cô chú anh chị mình cùng nhau góp ý chia sẻ thì để bà con mình cùng nhìn lại. Rồi em mời bà con mình cùng đi nha. Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát với xe máy. Rồi sau đó nếu mà phát hiện gì đó thì mình sẽ đi bộ để cùng nhìn lại nó rõ hơn về những cái hình ảnh của ngày xưa thông qua những cái comment cũng như là chia sẻ của cô chú anh chị. Bây giờ Sài Gòn thay đổi cũng rất là nhiều rồi. Đây là giao lộ của Trần Hưng Đạo và Bê Trúc Ký ngày xưa nè. Là bây giờ là đường Lê Hồng Phong, ngã ba đường Lê Hồng Phong. Mình đi thẳng ha, mình đi thẳng để đi dọc theo con đường Trần Hưng Đạo này. Theo lời chia sẻ của anh chị, cô chú anh chị thì trong cái hẻm đó, đầu hẻm có cái nhà hàng Nhu Đông. Có lẽ tên này tiếng Hoa là Hữu Long hay gì đó, hình như là vậy. Nhưng mà để mình sẽ hỏi thăm. Vô hẻm đó thì có cái nhà thờ, nhưng mà em được biết thì trong đây không biết cái nhà thờ nào ở đây. À, bên tay trái chúng ta đó là bệnh viện Sùng Chính. À, mình đi thử vô cái hẻm này ha. Bác làm ơn cho hỏi cái hẻm này trong đây có cái nhà thờ phải không bác? Hả? Bác hỏi làm ơn trong hẻm này có cái nhà thờ phải không bác? Có cái đình giống có nhà thờ. Cái đình hả? À, ủa vậy cái hẻm nào có cái nhà thờ đó? Rồi, khu này đâu có nhà thờ đâu ha. Dạ, hồi xưa có cái hẻm đó, trong đó có cái nhà thờ mà không biết cái hẻm nào. Dạ, cái hẻm đó có nhà thờ đâu, Đông Nhu Đông gì đó chú. Không có hả? Có cái nhà hàng Nhu Đông hồi xưa đó. Không có luôn. Không có luôn. À. Có số mấy mới được chứ. Dạ, tại có mấy chú ở nước ngoài nó muốn tìm về cái hẻm đó mà nói vậy con cũng không biết cái hẻm đó nên hỏi thăm. Cô đây là 70 năm mà. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Đây là hẻm 728 thì không phải rồi. Rồi chúng ta đi lên cái hẻm trên tí nữa.
đây là giao lộ của Quỳnh Mẫn Đạt và Trần Hưng Đạo. Bên tay phải mình có cái chung cư 758 Trần Hưng Đạo. Cái chung cư 1009 bên tay trái thì theo lời chia sẻ thì bên tay phải này sẽ có cái hẻm. Ngay đây thì có cái nhà hàng, nhà hàng 780. Ở đây cũng có cái hẻm, hẻm 780 thì vô cái trường trường Kim Đồng. Ở đây có chỗ bán cá nè. Để em tìm cái hẻm đó rồi mình vô hỏi thăm thử ha, cho bà con mình có ai nhớ hay không. Đây có hẻm 828. Hẻm 828 hình như là hẻm cùng đó. Đây có cái hẻm 840 đi vô trường trường học Kỳ Đồng, trường học Kim Đồng chứ. Theo em biết thì cái hẻm này đâu có cái nhà thờ đâu ta. Hẻm 844, hẻm này thông ra bên Phan Văn Trị luôn. Cô làm ơn cho hỏi cái hẻm này có cái nhà thờ nào không? Khu này đâu có hẻm nào trong nhà hẻm có nhà thờ đâu hết. Dạ, cảm ơn cô. Theo hẻm này ra Bùi Hữu Nghĩa. Theo cái cô bán chè ở hẻm 728 lúc nãy thì trong đó có cái đình chứ không có cái nhà thờ. Mình qua đây là đường Bùi Hữu Nghĩa đây nè. Bùi Hữu Nghĩa đi thẳng ra kia là Võ Tánh, là Nguyễn Trãi bây giờ đó. Mình sẽ quẹo phải cái đường đường Phan Văn Trị để đi về cái đường Petruski, là về cái đường Lê Hồng Phong ngày nay. Với cô chú anh chị mình có nhầm hay không thì cái hẻm 728 có một cái đình Phật giáo chứ không có cái hẻm Thiên Chúa giáo. Mình sẽ đi ra cái hẻm này tiếp tục để ra đường Trần Đạo. Hẻm này cũng là cái hẻm thông ra Trần Đạo và trường học Kim Đồng luôn. Rồi, ta tiếp tục nha. Trưa nay thì em dẫn bà con mình đi lanh quanh trong các con hẻm với hy vọng tìm về những cái dấu xưa. Hẻm này là 780 Trần Hưng Đạo nè.
Rồi thẳng hẻm này chúng ta sẽ đi ra chung cư, chung cư 1009. Cô làm ơn cho hỏi cái hẻm nhà hàng Đông Nhu hồi xưa á, cô nhớ không? Không biết đó. Oscar thì là Đống Đa bây giờ đó. Hẻm này hẻm Oscar. Cái rạp Ba Lát luôn kìa. Đây là rạp hoa biển hả? Hoa biển là cái rạp hồi xưa đó. Đồng Tháp. Rạp Đồng Tháp. Cảm ơn cô tìm cái nhà hàng Đông Nhu nhưng mà tiếng Hoa chắc là Long Hạnh Long gì đó. Hạnh Long bên kia hả cô? Tại số cô chú hồi xưa tìm về hẻm ngày xưa nhưng mà con không biết. Anh Long là bệnh viện đó hả? Dạ. Hẻm bên kia là dạ. Rồi cháu rồi. Chỉ có người xưa mới biết thôi. Đối diện với lại Ba Lát. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Tại trong đó có cái nhà thờ nhưng mà bây giờ chắc nhà thờ đó không còn. Nó nhà thờ nhỏ nhỏ hả cô? Thì nhà thờ đó không còn nữa hả? Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Vậy chúng ta đi đúng cái hẻm lúc nãy rồi. Long Hạnh Long. Đó, nhà hàng Hạnh Long đây. Rồi bây giờ là cũng là Hạnh Long luôn. Đông Nhu. Đối diện cái hẻm đó. Để đi ra cái để chúng ta đi cái hẻm đó thông ra cái đường Bùi Hữu Nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quành lại nha. Khu này có rạp Đống Đa là rạp Oscar ngày xưa và rạp Đồng Tháp là cái nhà hàng hoa biển ngày nay. 1025 Trần Hưng Đạo. 1025 Trần Hưng Đạo là cái nhà hàng Đông Nhu nhưng mà ngay đó thì không có con hẻm. Chúng ta thấy nhà hàng hoa biển bên tay trái 780 Trần Hưng Đạo. Chia sẻ của các cô chú ở khu vực này chúng ta có một số thông tin như vậy ha. Không biết có đúng hay không thì có lẽ con hẻm 780 là con hẻm đáng nghi ngờ nhất, vì trong con hẻm đó có cái nhà thờ nhưng mà hiện nay thì nhà thờ không còn nữa theo lời chia sẻ của cô. Số hình ảnh ở khu vực hẻm Oscar, rồi rạp Đồng Tháp, rạp Oscar, nhà hàng Hạnh Long gửi đến các anh chị và các bạn. Hy vọng là thông qua sự chia sẻ của chú anh chị thì chúng ta sẽ tìm lại cái hẻm ngày xưa của mình ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái video tiếp theo để tìm lại những cái dấu ấn ngày xưa của mình.